Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video của em ha. Và ngày hôm nay thì buổi chiều nay ngày 19 tây mọi người ơi, ngày 19 tây tháng 6 thì em có nghe một thông tin ở trong nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương mình có một cái đám tang được an táng ở trong đây rất là to nha mọi người. Buổi chiều nay mọi người ơi thì như thế nào thì sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem ha. Hiện tại thì em đang thấy là các cái nghi thức chuẩn bị đón cái đám tang này đang di chuyển lên rồi mọi người. Trống đại đã chuẩn bị di chuyển ra mọi người ha. Với lại đội nhật lễ đã di chuyển ra đây. Chuẩn bị đón đám tang này lên mọi người ơi. Ngựa thì đang chuẩn bị di chuyển lên theo người ha. Đó, ngựa thì ra chút xíu đây là ngựa sẽ ra, tại vì nắng quá thì ngựa nó chưa ra mọi người ơi. Hai con ngựa rất là đặc trưng, chuyên đi phục vụ những đám tang của đại gia, những đám tang lớn nha mọi người. Xin kính chào mọi người nha. Thì bây giờ đây thì nghi thức chuẩn bị đón đám tang một vị đại gia được an táng tại Hoa Viên đây mọi người. Thì chuẩn bị mọi người ha, anh em đang chuẩn bị đón cũng như là trong nghi thức lễ nhạc của Hoa Viên đang chuẩn bị đón mọi người ha. Anh em né cho xe qua. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại giờ là Thành Vinh nha, của Thành Vinh nha. Mãi leo kìa ơi. Đuổi đuổi cái ơi. Ơi. Đám tang bên Thành Vinh nha, Thành Vinh nha. Bên Thành Vinh nha. Vừa vô tới rồi, vừa chóng đuổi ghê. Thank you.
Lấy cái hộp luôn. Quá chị xe luôn. Trời.
Rồi rồi, chắc là em kết thúc video đây mọi người ha. Cuối cùng chia buồn gia đình.